Ok, xin chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với series học piano theo phương pháp Method Rose, hay còn gọi là phương pháp hồng của ông Van der Velde. Cái cuốn Method Rose mà mình sử dụng trong cái series video này, mình có để dưới description cho bạn nào chưa có, các bạn cứ tải về, in ra và lật ra trang 22. Thì nó sẽ là nội dung của cái video ngày hôm nay. Video ngày hôm nay mình sẽ học về khóa pha ha. Khóa pha thì trước hết các bạn cần phải biết cái hình dạng nó như thế nào. Nó là hình dạng được hiển thị trên màn hình các bạn đang nhìn thấy. Các bạn lưu ý là kế bên cái khóa pha nó có hai dấu chấm. Một cái là nằm ở trong cái khe phía trên, và một dấu chấm nữa là nằm ở cái khe ngay phía dưới. Rồi cái khóa pha thì nó sẽ là điểm bắt đầu, nó là từ cái dòng kẻ thứ hai từ trên xuống. Nó bo tròn lên phía trên và nó bo qua bên phải một tí rồi nó xuống tới cái dòng kẻ thứ hai từ dưới lên. Đó, cái hình dạng khóa pha là vậy. Ok, bây giờ mình đã xác định được cái khóa pha rồi và cái vị trí của nó trên khuôn nhạc rồi. Làm sao để xác định cái nốt pha trên cây đờn? Rồi, đây là cách rất là dễ để các bạn xác định cái nốt pha. Các bạn cứ nhìn lưu vô cây đờn, các bạn tìm cái cụm 3 phím đen, một cụm 3 phím đen khác, một cụm 3 phím đen khác nữa, một cụm 3 phím đen khác nữa nữa, một cụm 3 phím đen khác nữa nữa nữa, một cụm 3 phím đen khác nữa 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 nữa. Rồi các bạn cứ tìm cái cụm 3 phím đen thì cái nốt kế bên cụm 3 phím đen là nốt pha. Đơn giản vậy thôi. Đây là nốt pha. Đây là nốt pha. Đây là nốt pha. Đó, trên cái đờn có tổng cộng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nốt pha trắng. Và tương tự nó có 7 nốt pha thăng. Ok chưa các bạn? Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn đờn bài 1, bài 2, bài 3 của trang 22 ha. Bài 1, bài 2, bài 3 tất cả đều bắt đầu bằng nốt pha và cái nốt pha đều bắt đầu bằng cái ngón áp út của tay phải và ngón trỏ của tay trái. Các bạn nhìn thấy trên màn hình đó là người ta yêu cầu cái nốt pha đờn bằng cái ngón số 4. Thì cái ngón số 4 là ngón này, 1, 2, 3, 4, 5. Ngón số 4 là ngón này để vô cái nốt pha. Rồi, ráp mấy ngón còn lại vô các nốt kế bên là xong. Bên tay phải. Tiếp tục bên tay trái. Nốt pha người ta yêu cầu đờn bằng ngón số 2. 1, 2, 3, 4, 5, ngón số 2 để vô nốt pha. Rồi ráp 3, 4 ngón còn lại lên. Đây là cái thế tay bên tay trái. Tiếp tục quay lại thế tay bên tay phải. Đây là thế tay để đờn nguyên một series 3 bài của pha trong video ngày hôm nay ha. Ok, bây giờ sẽ là bên cái tay trái. Tay trái bắt đầu từ pha son pha son pha son. Ok, vô luôn. Pha son pha son pha son. Pha mi pha mi pha mi pha son pha son pha son pha mi pha son pha 2 3 4 hết. Ok, các bạn đừng có quan tâm tới cái chuyện mình hát nha, mình là ca sĩ đờn hay nhất thế giới cho nên là các bạn đừng quan tâm, các bạn chỉ quan tâm mình đờn thôi, mình hướng dẫn đờn thôi ha. Ok, tiếp tục bên tay trái nè. Pha son pha son pha son pha mi mi pha son pha son pha son pha mi pha son pha 2 3 4 hết. Ok, bây giờ ráp hai tay lại thôi, mình không hát nữa đâu, mình đờn thôi các bạn. Đừng quan tâm là tại sao không nghe mình hát nữa ha, mình hát hay nhất rồi, đừng quan tâm. 2 3 bạn lưu ý là cái nốt tròn á, thì nó kéo dài tới 4 lần nha. Có nghĩa là các bạn bấm nó tính là 1, sau đó đếm 2 3 4 mới là hết nó nha. Ba mì ba son ba 2 3 4 hết. Rồi, ok, tiếp tục. Bây giờ là bài 2. Tay phải. 2 mi 2 ba mi ba son
hai 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 ba bốn hết rồi, bây giờ là tay trái. Bây giờ ráp hai tay của bài 2 lại. Hey, mi 2, ba mi re mi fa 2, son 2, ba mi re mi ba mi. Re mi fa son fa 2 3 4 hết. Rồi, ok, tiếp tục bây giờ là bài 3, tay phải của bài 3. Fa mi re do fa 2 do 2. Fa mi re do fa son, fa mi re do fa do, re mi fa son fa hai ba bốn hết. Tiếp tục trái. Fa mi re do fa do, fa mi re do fa son, fa mi re do fa do, re mi fa son fa hai ba bốn hết. Rồi bây giờ mới ghép hai tay lại. Ba mi rê đô. Hai ba bốn hết. Rồi, ok, vừa rồi là xong ba bài của trang 22 của Method Rose. Mình để dưới description cho bạn nào mà chưa có, các bạn cứ việc tải về in ra và lật lên trang 22, nó sẽ là cái nội dung mà các bạn mới vừa học trong video ngày hôm nay. Các bạn cứ like, share và comment trên cái video này ha. Bấm vô nút subscribe vô cái kênh của mình nữa để cập nhật thêm những cái video mới hướng dẫn tận tình và tận tâm và hay nhất thế giới nha các bạn. Bye bye, see you again.